Nam Mô A -di -đà, -phật. À Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 134 câu 5. Tại sao phải lên tiếng báo cho người chết biết trước khi thăm thân? Mấy ngày hôm trước thì chúng ta nói về sơ suất khi thăm thân. Và nhờ sự thâm thân như vậy chúng ta có thể phát hiện ra những điều trở ngại để mà kịp thời hóa giải cho người ra đi. Và cũng nêu ra những điểm cần phải làm, những gì không nên làm. Thì hôm nay chúng ta đem cái mục là tại sao lên tiếng báo cáo cho người chết dẫu rằng người đã tắt hơi rồi. Điều này có ý nghĩa gì? Câu A. Cẩn thận ngừa trường hợp thần thức còn vướng trong thân xác khi đụng chạm bất ngờ sẽ đau đớn kinh sợ đúng không chưa vậy đau đớn. thực sự khi mà họ kinh sợ rồi thì ách nạn ào ào ập tới nhất là khi mà thần thức còn ở trong thân mà chúng ta đụng chạm bất cẩn ví dụ như tắm rửa thay áo thay quần bỏ vào trong nhà xác hoặc là lăn lóc cái thân xác thì tạo sự đau đớn kinh hoàng và cái người ra đi rất dễ bị nổi cơn sân nộ. Đó là cái duyên vô cùng nguy hiểm khiến cho họ có thể xuống địa ngục lắm. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị có nhiều trường hợp người ta nói rằng không còn thâm thân thì giả sử như khi mà giao cho nhà hoàng trong tư thế mà thần thức chưa ra khỏi thì đây là một cái đại họa cho người chết và xin thưa thật là khi chúng ta biết hộ niệm rồi, chúng ta mới phát hiện ra điều này. Còn trước đó thì có thể các vị cao tăng biết. Nhưng mà hầu hết chúng ta không ai biết cả. Cho nên vừa mới chết xong thì tắm liền lâu mình, lâu mấy thay quần, thay áo, cột tay, cột chân rồi đủ thứ hết trơn. Đây là cái điều vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế mà khi thăm thân mình cũng ngừa trường hợp là cái động tác của mình có thể gây chướng ngại cho họ. Thì xin chư vị phải lên tiếng báo cáo cho người ta biết Mình có thể nói là bác xấu ơi Hoặc là Phật tử Nguyễn Văn Y ơi Hoặc là mình gọi là Hương Linh cũng được luôn Không sao hết Đới giờ phút này đã 12 tiếng đồng hồ rồi Chắc có lẽ bác cũng đã vãng sanh rồi Thôi để chúng con sửa lại thân tướng cho đẹp để trang nghiệp Để lo hậu sự Xin bác bình tĩnh vững vàng nếu bác còn ở đây tức là bị khổ nạn mau mau nhiếp tâm niệm phật với đại chúng đi về tây phương cực lạc rồi chúng ta bắt đầu thăm những cái động tác thăm hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi tức là cái sự thăm này không có ảnh hưởng lớn đối với người bệnh đâu vì ta đã báo cáo trước và thăm rất cẩn thận rất nhẹ nhàng thì cái động tác nhẹ nhàng này không phải là ảnh hưởng đến đến nỗi mà tệ hại như những người tắm rửa, những người đụng chạm, thay áo, tay quần. Cho nên mong trường vị phải nhớ. Câu B. Đã chết rồi thì không còn biết gì nữa, nên không còn phải thông báo gì cả. Đúng hay sai? Sai. Sai vô cùng. Thực ra, người đã chết rồi, nhưng mà cái thần thức người ta không chết. Không chết cho nên người ta có thể hiểu, có thể biết. Nhất là còn ở trong thân xác Đụng chạm tới người ta biết người ta hiểu Cho nên lên tiếng cảnh cáo Lên tiếng báo cáo cho Đây là cái điều tốt Câu C Thấy tướng xấu hiện ra Thì phải thông báo Còn tướng đẹp thì không cần thông báo làm gì Đúng hay sai? Sai Giỏi quá mấy người này Hôm nay trả lời con có sai Con là... Giả từng liền âm tích nó sai mạnh vậy đó <laughs> Để chứng tỏ là mình vững vàng <laughs> Đúng là câu này sai. Xin chưa vị với nhớ cho. Những người ở trong bệnh viện mà khi chích thuốc một phim vô, người ta nằm y ra đi, không có gì gọi là đau đớn cả. Người ta, nói, à, cái tướng tướng tốt, nhưng mà thật ra tướng mềm mà. Người ta không đau thì làm sao nhăn. Cái người mà đi chích nhổ răng đó, người ta chích mua thuốc tê dù người ta nhổ ảo ảo, mình có có nhăn đâu. Đúng không? Không nhăn gì hết trơn. Nó rõ ràng như vậy. Cũng như mình, mình đã mổ xẻ mình đó, chích thuốc mê vô hay là thuốc tê vô là thế là nhổ tự nhiên mình còn cười nữa có đâu phải không, không? đúng không cho nên chúng ta đừng có bao giờ thấy mà cái thân tướng đẹp đẹp một chút là tưởng là ngon không phải chưa chắc chưa chắc tướng đẹp mà phải toàn thân lạnh hết thịt và người đó cũng quyết lòng vãng sanh tay phương ngựa nặng gạt là cực lạc nữa mới là vãng thanh tay phương ngược lạc nhớ cho kỹ như vậy câu số 6 tại sao thâm thong phải nhẹ nhàng không được làm mạnh vì đây là những điểm rất là cụ thể và rất thường xảy ra. Và đây cũng là nhấn mạnh cho chư vị hộ niệm biết để chú ý tại sao phải thăm nhẹ nhàng Cậu à, phải tỏ ra thương kính đối với người ra đi, tôn trọng tình cảm của thân nhân bạn hữu. Đúng không chư vị? Đúng như vậy thì những ban hộ niệm nào mà sơ ý trong những ngày tháng qua khi thấy người ra đi thân tướng đẹp quá mình mừng Rồi mình lắc lên lắc xuống rồi mình quay phim để, để biểu diễn cái cái tướng tốt đó có nhiều người dựng cái thân xác lên rồi chấp tay lại bái người này bái người nọ thì phải, 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 cảm ơn đồng tu rồi chứ làm như là giỡn chơi cái thân xác đây là cái điều mà xin chư vị ngưng đi đề cử một người trong ban hộ niệm và một người trong gia đình tới thăm để chứng tỏ rằng là, là thân xác của người ra đi hoàn toàn là viên mãn là đủ rồi một cái tay giơ lên để xuống mềm mại thì nó làm mềm mại rồi chứ không còn phải quắc lên quắc xuống cầm Cái tay có nhiều người cầm cái cẳng tay đồ cái quắc quắc này còn quay 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 qua quay lại nữa không tốt rất nhiều người đã gửi thư phản ánh cái chuyện này và trong suốt thời gian qua khi mà nhắc cái chỗ này dâm nhắc rất kỹ để mà chư vị đồng tu nhớ. Có rất nhiều cái ý kiến người ta phản ảnh điều này, người ta không đồng ý. Mong chư vị đồng tu các nơi với chú ý. Không được làm như vậy nữa. Vì làm như vậy đầu tiên là bất kính đối với người ra đi. Chúng ta hồ niệm thì chúng ta biết một người biết khổ niệm thì hàng ngàn hàng vạn người chưa biết khổ niệm. Một người biết niệm Phật vạn tranh thì hàng triệu người không biết vạn tranh. Làm sao chúng ta sới để mà tạo những cái dương trắng lạnh đối với những người đó. Mong chương vị phải nhớ, đừng nên sới. Câu B, nếu đã được vãng sanh, càng phải tôn kính nhục thân của một vị Bồ Tát. Đúng hay sai? Đúng. Rõ ràng. Mình cầm tới một nhục thân của một vị Bồ Tát dấu rằng là vị đó người ta liền cái thân lại để mà tới đi về Tây phương, nhưng mà dù thế nào thì trước đó người ta cũng ngự trong cái thân đó. Trước đó thì phàm phu nhưng bây giờ người ta đi về Tây phương người ta thành Bồ Tát thì nhục thân đó cũng là cái nhục thân của một vị Bồ Tát để lại. Ta phải tôn kính, chúng ta phải tỏ lòng nghiêm trang cẩn thận với một cái nhục thân Bồ Tát Hẳn nhiên khi mà chư vị có cái công hộ niệm cho một người vãng sanh là công đức của chư vị lớn lắm. Cái vị Bồ Tát đó chắc chắn là cảm ơn chư vị. Nhưng mà chư vị cũng phải hiểu rằng là cái lòng tôn kính của chúng ta phải thể hiện rõ rệt trong những động tác đó chứ. Làm sao lại dùng cái tăng đó dỡ lên, dỡ xuống luyện lên, dạng xuống hoặc qua hoặc lại để mà biểu diễn chi những phim video mà để cho bao nhiêu người ta lên tiếng phàn nàn trách cứ mong chư vị hiếu cho nếu thực sự người đó đã vạn sanh ta phải biết tôn trọng nhục thân của một vị bồ tát để lại thì khi mà chúng ta ra đi chúng ta cũng được chư long thiên ngộ pháp thức bảo vệ mà các ngài bảo vệ luôn luôn là nhẹ nhàng hơn các ngài cái thất các bạn phá vậy đó chư vị thấy không này các ngài còn gìn giữ cái thân đó nhiều cái đứng vạn sanh nữa ngồi vạn sanh nữa nếu mà các vị không có trang nghiêm, không có thành tâm, không có có, có 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 hỗ trợ vào cái chuyện này, làm sao nghĩ rằng là một người chết mà có thể đứng vãng sanh? Phải không chứ vị? Tức là chư đại Bồ Tát này chư Long Thiên người ta kính cẩn đến nỗi mà ta nương cái 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 xác đó để mà đứng biểu diễn cho người ta coi. Tức là các vị đó vẫn tôn trọng cái cái, cái nhục thân đó. Có nhiều người ra đi mà hương thơm bay ra nữa. Tại sao? Ta bị chư thiên trên cõi trời tu tập lại ta tiến đưa một người vãng sanh về tây phương rõ rệt người ta kính trọng như vậy mong chú vị chú ý do sự hứng khởi quá mà chúng ta làm thì bây giờ chúng ta bỏ đi chúng thành tâm sám hối để bắt đầu từ đây về sau chúng ta hộ niệm nó như lý như pháp hơn câu c ngừa trường hợp thần thức chưa ra khỏi xác người ra đi sẽ bị trở ngại khi đụng chạm đến đúng hay sai đúng. khi nhắc đến câu này thường thường dâm nhắc qua nhắc lại nhắc qua nhắc lại có những ban hộ niệm chú trương không thâm thân nói rằng là thâm thân lỡ thần thức chưa ra khỏi mình thâm vào thì mình chịu trách nhiệm nhân quả thì dâm đặt trường hợp Chứ vì không chịu thâm thân mà gia đình nó bây giờ tôi tắm rửa được Ờ à, chư vị tắm rửa đi người ta tắm rửa chẳng lẽ không phải là một hình thức đụng chạm nặng nề vào thân xác và sao nếu mà chư vị không có xác định rõ rằng là cái người ra đi này an toàn được đụng chạm. Mà chư vị cứ lặng lờ để cho người ta làm chẳng phải chư vị trốn tránh cái trách nhiệm của một người hộ niệm. Và sợ mình sợ nhân quả chẳng lẽ mình giao cái nhân quả mà làm cho người ta đi đó bị nạn cho gia Gọi là có tự bi sao? Chúng ta làm đúng pháp sao? Nếu mà chư vị sợ đụng chạm vào mà làm cho cái người ra đi bị đại nạn Chứ vị lặng lờ nói gia đình giao cho nhà hoàng đến nhà hoàng người ta bắt đầu người ta làm việc chẳng lẽ như vậy là chứ vị sợ vấn đề đụng chạm tới nhân quả mà giao cái nhân quả đó cái, cái 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 nạn đó cho người nhà hoàng sao hiểu được như vậy chư vị mới thấy sau 12 tiếng đồng hồ là chúng ta nên thăm tâm để ngừa cái trường hợp gì đấy ví dụ như chúng ta thăm nhẹ nhàng thấy bàn chân còn nóng đầu gối còn nóng cái bụng còn nóng là ngay lập tức ngừng liền một cái động tác nhẹ nhàng của chúng ta làm sao có tới ảnh hưởng nắng nề bằng một người người ta liếng vào trong cái thùng nước sắc trùng rồi người ta mố banh ra ta lấy ruột cái ăn đi liếng, đi rồi nhíp môi lại người ta ta, dán mắt dán mũi lại người ta thoa sông đánh phấn lên kỳ cọ của cái thân đó rồi người ta thay áo thay quần đủ thứ lên cho nên chư vị phải hiểu cho rõ tại sao chúng ta phải thăm đâu phàm phu chúng ta chưa chắc gì mười hai tiếng thần thức đã ra nhiều cái thần thức ra rồi nhưng mà cái thân vẫn chưa đẹp tức là người này vẫn bị trở ngại một người hộ niệm có trách nhiệm ta sẵn sàng tăng thêm thời gian bốn tiếng sáu tiếng tám tiếng để mà lợi dũng thời gian này cứu người đó vãng sanh rất nhiều rất nhiều trường hợp do cái sự việc này mà ta cứu được người đó Ví dụ như hôm, hôm trước chúng ta gặp Những dịp Hoàng Văn Nguyên phải không Bị tai nạn chết Tai nạn chết mà 15 tiếng độ Sau thân thương chưa tốt Mà mặt mày còn máu mày đầy hết trơn Nếu mà chúng ta lặng lẽ Giao cho nhà Hoàng Thằng là, là, này bị nạn rồi Nhưng mà chúng ta vẫn mạnh dạng lên tiếc Khuyến tâm Thúc đẩy Để cho Nghe được những lời này Định tâm lại niệm Phật sau lời khai thị một tiếng hồ tự nhiên thần tướng biến đổi. Tại sao biến đổi như vậy? Tại vì chúng ta còn có cơ hội giải cứu họ. Chứ vị nhớ là từ cái cái ngày giờ vẫn thanh cho đến 49 ngày sau vẫn có cái cơ hội giải cứu. Nhưng mà giải cứu mạnh nhất là trong lúc họ còn đang hiện tượng. Ban hồ niệm vẫn còn ở tại chỗ. Có thể giải cứu một cách mạnh mẽ và rốt ráo. Tại vì thần thức có thể còn ở tại chỗ đó. Cho nên cứu người chúng ta phải tận tâm cứu cho tất cùng. Nếu mà chư vị đem cái tâm hiếu kỳ, cái tâm ngạo mạn, cái tâm mà hồ nghi, thì chư vị tạo nghiệp. Còn đấy là chúng ta quyết lòng cứu người. Thì xin thưa chư vị, tội hay phước nên nằm ngay trong tâm của chúng ta. Cho nên mong chư vị hiếu được như vậy. Chúng ta mới nói sự việc thâm thân vô cùng quan trọng để ngừa cái trường hợp thần thức chưa ra khỏi xác là một người ra đi sẽ bị trở ngại khi đụng chạm đến lại và còn gì nữa còn phát hiện ra nếu người này ra đi chưa viên bản ta còn kịp thời dùng hết tất cả tâm lực lại vừa cả gia đình vừa cả người hậu điểm đem hết tâm lực để mà hướng dẫn khai giải cho họ để mà họ định tâm lại tính hành nguyện ứng hiện tính hành nguyện ứng hiện họ được vãn sanh khi mà họ văn tranh coi chừng thần tướng nó đổi 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 trước mắt chúng ta đấy mong cho vị hiểu được như vậy chúng ta phải vững vàng nhất định phải vững vàng để cứu được người hữu duyên vãng tranh tây phương cực lạc nam mô a di đà phật